Chào các bạn, ở đây thì mình đang có một cái máy mới của hãng Asus mang tên là Zenfone Selfie. Thì Zenfone Selfie là một trong những chiếc máy mà mình rất là thích, bởi cái máy này nó có 3 màu rất là đẹp. Đó là màu trắng, màu xanh ngọc và màu hồng nam tính. Thì hôm nay mình sẽ khui hộp để các bạn xem cái máy này nó như thế nào. Đặc biệt là mình sẽ sử dụng cái máy màu hồng để khui hộp. Thì cái hộp xung quanh chúng ta vẫn có những cái thông tin và cái cách đóng gói tương tự như những cái máy khác của Asus mà trước đây mình đã từng giới thiệu với các bạn. Chúng ta có những cái ô tròn ở đây, thì ở đây hãng nhấn mạnh những cái tính năng như là chụp ảnh, camera trước sau với cái khả năng lấy nét bằng laser. Ngoài ra còn có hỗ trợ 4G LTE, Bluetooth 4.0, màn hình Full HD và còn có thêm cái khả năng nghe nhạc qua radio. Thì bây giờ mình sẽ khui hộp cái màu hồng để các bạn xem. Mình sẽ cất hai cái màu này qua một bên. Đây, chúng ta có cái hộp và mình sẽ mở nó ra. Đây, chúng ta có cái hộp Zenfone Selfie. Mở ra thì cái máy nó vẫn giống như những cái máy Zenfone 2. Nhưng mà cái máy này Asus họ nhấn tới những người dùng là những người dùng trẻ, bởi vì nó có cặp camera trước sau với độ phân giải lên đến 13 megapixel và hỗ trợ những cái tính năng tự sướng. Các bạn thấy là cái màu hồng này rất là đẹp và mình tin chắc là những bạn nữ sẽ rất là thích cái máy này. Tuy nhiên, nếu như mà họ làm cái mặt trước trắng thì nó sẽ tinh khiết và nó hợp lý hơn với những bạn nữ. Ở bên trong hộp mình xem là có những phụ kiện nào. Ở đây thì mình có thẻ bảo hành cũng như là sổ tay sử dụng. Chúng ta có một cục sạc dành cho cái Zenfone Selfie. Vừa đọc ở đây thì chúng ta có cái output là 5V và 2A. Chúng ta có một cáp micro USB kèm theo những thông tin về sản phẩm như là số email hay là số serial number. Cuối cùng trong hộp là chúng ta có cái tai nghe của Asus Zenfone Selfie. Thì ở đây chúng ta có thêm hai bộ nút tai nghe cùng với bộ nút trên này là 3 bộ nút. Thì mình cảm thấy rất là thích cái tai nghe của Asus, họ làm rất là đẹp. Ở phía ngoài còn có thêm một cái vòng có những cái đường xoáy vào trong trung tâm, rất là đẹp. Và như vậy đây là tất cả những phụ kiện kèm theo chiếc Asus Zenfone Selfie được bán chính hãng tại Lai Nguyên với giá 6.490.000. Ở đây mình đang có cái Zenfone Selfie, thì các bạn có thể thấy là đây một chiếc máy rất là giống với lại cái Zenfone 2 mà Asus đã bán rất là lâu trên thị trường rồi. Nổi bật ở mặt trước đó là cái camera lên đến 13 megapixel và Asus còn hỗ trợ thêm hai cái đèn led True Tone, tức là màu vàng màu cam ở mặt trước này để chúng ta có thể selfie trong điều kiện thiếu sáng tốt hơn. Chúng ta có thêm một cái micro thoại ở phía trên. Ở phía dưới chúng ta có một cái màn hình 5.5 với độ phân giải đặc Full HD tương đương với những cái máy Zenfone 2 hiện nay. Phía dưới còn có thêm 3 phím điều hướng của Android và một cái miếng kim loại. Thì cái miếng kim loại này họ làm với những cái đường tròn độc tâm xoáy vào phía bên trong, rất là đúng với truyền thống của Asus và mình rất là thích cái thiết kế này. Mọi thứ đều cái trông rất là hài hòa. Tuy nhiên nếu mà họ làm cái màn hình này nó mỏng hơn tí nữa thì cái máy nhìn sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Ở mặt sau thì chúng ta có một cái mặt lưng tương tự như Zenfone 2. Chúng ta có từ ở phía trên là một cái đèn laser hỗ trợ lấy nét. Chúng ta có camera 13 megapixel ở camera sau, còn có thêm hai cái đèn led True Tone ở mặt sau nữa. Ngoài ra thì cái phím nguồn, xin lỗi các bạn, là cái phím tăng giảm lượng được giữ giống như những cái máy của Zenfone 2. Tuy nhiên cái cảm giác của mình khi mà mình thấy cái Zenfone Selfie là cái phần nắp, cái phần hai phím này họ làm bóng hơn và nó trông là nó hơi nữ tính một tí so với cái Zenfone 2. Ở phía dưới chúng ta còn có thêm cái logo của Asus giải ra ngoài và logo của Zenfone. Ở cạnh trên chúng ta có vị trí của nút nguồn của máy. Thì cái nút nguồn này họ đã làm nổi hơn so với Zenfone 2. Đây là một trong những cái điều rất là thích, tại vì Asus họ đã cải tiến được một số những sản phẩm sau này của họ. Bên cạnh đó chúng ta có thay jack cắm tai nghe 3.5 và cuối cùng là một cái micro hỗ trợ cho việc quay video ở phía trên. Ở bên cạnh phải và cạnh trái không có gì cả, tại vì đây là những cái cạnh mà họ đưa những cái nút bấm ở phía đằng sau rồi. Ở phía cạnh dưới chúng ta có một micro hỗ trợ cho đàm thoại và một cái cổng micro USB để chúng ta có thể sạc. Thì về thiết kế thì Zenfone Selfie không khác nhiều so với Zenfone 2. Tuy nhiên thì với cái màu cũng như là những cái cải tiến mà họ có ở trên cái Zenfone Selfie thì mình cảm thấy đây là một chiếc máy nếu mà các bạn nam có thể chọn những cái máy màu trắng hoặc là màu xanh cũng rất là cá tính. Còn các bạn nữ thì nếu mà cái máy màu hồng này sẽ rất là tuyệt vời cho các bạn. Ở bên trong chúng ta có cái giao diện Zenfone Gen UI, và các bạn cái Gen UI thì chúng ta rất là quen thuộc rồi, không có còn nhiều cái điều để chúng ta có thể tìm hiểu thêm. Thì ở đây chúng ta có thêm cái laser ruler, thì chúng ta sẽ sử dụng cái cảm biến ở phía đằng sau này để chúng ta có thể đo đạt ở một cái mức nào đó, thì Zenfone sẽ tự động nó báo cho chúng ta biết để chúng ta canh một cái khoảng cách nào đó. Một trong những cái tính năng mới trên cái Zenfone Selfie, họ tận dụng cái camera với cái khả năng lấy nét bằng laser là cái đèn laser phía đằng sau này. Về mặt cấu hình thì Zenfone Selfie sử dụng chip xử lý Qualcomm Snapdragon 615 với 8 nhân hoạt động, máy có RAM 3GB, bên trong có máy là 32GB và các bạn có thể hỗ trợ thêm khe thẻ nhớ ngoài. Thì để các bạn có thể mở ra cái máy này thì chúng ta sẽ mở một cái nắp ra như thế này. Đây, mở ở bên cạnh phải có một cái khe nhỏ, chúng ta có thể mở lên. Đây. Thì những cái này nó có nhiều khớp nối cho các bạn nên lần cái tay dài như thế này mà không nên mở bật ra.
Đây, phía sau chúng ta có các cái viên pin. Thì viên pin này chúng ta có thể mở rời ra được. Đây, có thể mở rời ra được. Có cái dung lượng là 3000mAh và đây là pin polymer. Chúng ta có thêm cái khe cắm SIM 1, SIM 2 ở bên này, hai bên. Và cái thẻ nhớ thì chúng ta có thể gắn ở phía trên này. Thì nếu chúng ta có một số tiền khoảng trên dưới 6 triệu đồng hoặc là khoảng 6 triệu rưỡi thì Zenfone Serie là một trong những chiếc máy rất là tuyệt vời. Chúng ta có một cấu hình mạnh, một hàng hình lớn, camera trước sau có độ phân giải cao và cuối cùng là một cái hệ thống lấy nét bằng laser mới trên những cái điện thoại tầm trung mà Asus họ đã cố gắng và đánh vào các phân khúc tầm trung, hoặc một trong những cái phân khúc đang rất là sôi động hiện nay. Thì nếu các bạn quan tâm về sản phẩm có thể đến các cửa hàng Mayweather hoặc đến website mayweather.vn xem mức giá cũng như những thông tin khác về cái Zenfone Serie hiện nay đang có trên website. Và nếu các bạn quan tâm hơn về cái sản phẩm này nữa, chúng ta có thể đến các cửa hàng của Mai Nguyên để trải nghiệm ngay cái Zenfone Serie tại tất cả các hệ thống của Mai Nguyên. Xin chào và hẹn các bạn ở sau.